Lời đầu tiên thì Giang xin chân thành cảm ơn từ đáy lòng và nhiệt huyết. Xin chân thành cảm ơn những tình cảm, những người bạn bè, người đồng nghiệp và đặc biệt là anh em, bà con lối xóm đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay để rồi chung vui cho Giang trong một tối ngày hôm nay để hoàn thiện hơn. Thì xin mời quý vị, vì trong buổi tối hôm nay thì Giang không hạn chế về mặt thời gian. Đấy, cho nên tất cả mọi vị khách ở đây cứ từ từ và hàn huyên tâm sự. Có những cái gì Giang chỉ có những vật phẩm đơn giản thôi để đồ tri âm với tất cả các vị con khách đã có mặt trong buổi tối hôm nay. Và hẹn quý vị trưa ngày mai thì không phải bàn cãi nữa rồi. Đó, ta có thể là nói một từ gì đó cho ấn tượng và hiểu, thì quý vị, Giang không nói quý vị cũng hiểu. Và tình cảm của Giang tri ân tới toàn thể quý quan khách trong buổi tối ngày hôm nay, đúng ca khúc Áo Mới Cà Mau. Vỗ tay thật lớn đi. Nói Cà Mau xa lắm, mơ cuối cùng bán đồ Việt Nam. Ai khi đường xa không tới, chỉ để nói với nhau mấy lời. Xuôi mãi trèo sông ông đông, đêm trắng tìm tới chợ Cà Mau. Dù về ngày đêm không nhớ, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Đồ gì nam, ngày kia đường
Cà Mau là thấy thương em rồi. Xin cảm ơn.